Rồi chào cả nhà nha. Mình mới đi Phước Hải hồi nãy mình mua ốc á. Ốc gạo đó, gia đình ngon lắm. Ốc mèn luộc lên ăn là hết sảy luôn á, hết sảy bà bảy á. Mình làm cho gia đình xem nha. Đó, ốc gạo nè. Đó gia đình thấy chưa? Ốc này là luộc lên bắt đầu cái mình làm nước chấm là ok luôn. Giờ mình gửi cho gia đình xem nè. À. Thấy mình rửa chưa? À, rửa nó hay nước tàu nó hay có dơ chút. À. Mình rửa nhiều nước ngay đây đây. À, giờ mình thấy chưa? Ốc này ngon lắm, ốc gạo. 100 ngàn một ký nha gia đình. Tiếp theo là mình là giờ mình làm cái nước chấm sẵn luôn nha gia đình. Mình làm cái nước chấm, cái nước nha chấm này ta gọi là nước chấm nước mắm tàn này. Cái nước, cái gia vị này chỉ có ở địa phương Long Hải mới biết cái món này thôi. Long Hải Phước Hải nữa chứ, quên, Long Hải Phước Hải. Bây giờ mình làm cho gia đình xem nha. À, cái này nó chỉ là vậy chút xíu, một ngọt thôi, chút xíu thôi nha. À, chút xíu thôi. À, muối đó nhiều đây thôi nha gia đình, nhiều đây thôi. Đường nha. À, đường rồi xong. À, lượng này qua bên cho nó gọn đi. À, gia đình thấy chưa? À, đó, ớt nha, ai ăn cay thì bỏ nhiều, không cay thì bỏ tận trái hai trái thôi, nhưng mà riêng mình là mình ăn cay 3-4 trái, 4-5 trái vô luôn. Bắt đầu mình giả cho gia đình xem. Mình sẽ đâm cho nó nhuyễn ra. Giả như vậy nào quá cho được. À, giả cho nó nát vậy luôn. Rồi xong xuôi đó, im rồi đó. Bây giờ mình mới làm. Đây đây. À, nó làm như vậy là mình chỉ có nặn chanh vô là xong. Đây. À. Món này là chỉ có Long Hải mới là Phước Hải là làm mới ok thôi. Chanh ít nước quá. Ok. Đó, nó là vậy đó. Giờ mình quậy lên. Đó, mình mắm nó là vậy nè. À, gia đình xem là đó, nó là vậy nè. Đó, thấy chưa? Thấy đẹp chưa? Rất là ngon. Mình thử nha. À, cay, chua, ngọt nhưng mà rất ngon. À, nó là vậy đó. Đây là nước mắm tàn. Ok, bây giờ mình nướng cá nha gia đình. Giờ mình ra mình nướng cá. Ok chưa? Giờ chào cả nhà nha, bây giờ mình tiếp theo là mình là nhóm lửa nha gia đình. Cái than ở bên Mỹ người ta nói là nó có tẩm dầu vô rồi với thằng chích thùng quẹt là nó sẽ cháy, nhưng than ở tiểu bang bên mình á là nó không có tẩm dầu, nó chỉ có tẩm nước thôi, cho nặng bán cho nó già ký. Thành ra mình giấm phải cần có cái cây này. À, bây giờ mình giấm cây cho gia đình xem. À, nó phải có cái cây này nha gia đình, nó mới cháy luôn. Nói vậy nhưng lỡ mình nhấm cũng ok lắm. Đó, có cái cây này nó mới cháy.
đình nhớ share và nhớ bấm like cho mình nha, rồi đó cũng là một cái động lực để cho mình làm clip tiếp theo. Đăng ký kênh vô cho mình nha gia đình, thì mình làm những cái clip hấp dẫn tiếp theo cho gia đình xem nha. Đó, nó là vậy thôi. Đây là trước nhà mình luôn á. Đi Phước Hải về ước mình ở trên rồi. Ok đó, lửa bắt đầu là nó đang lưng, nó đang chuẩn bị tắt lửa là mình nướng được ở gia đình. Đó, mình đang chuẩn bị ốc đó, thì mình để đất nữa mình nướng cá xong, bắt đầu là mình vừa rang cá là mình luộc ốc là nó sẽ ok hơn. Giờ là lửa nó đang tắt hết cái lửa ngọn rồi gia đình ơi. Giờ mình lửa này bắt đầu mình để cá là mình nướng là ok. Đó, cho gia đình xem cái đoạn đó. Nó xong, nước chấm để sẵn và ốc đây mà để sẵn. Đó, gia đình thấy chưa? Để cá vô nha, đừng có nướng lửa ngọn quá là con cá nó sẽ chín hấp nó không có ngon. Mình nướng lửa này là nó vừa. Đó, như đây thôi, 5 con này là 1 ký, cá cũng khá lớn. Giờ là cá nó đang già hết một bên rồi, lửa nó về mà nó cũng còn hơi muốn bị háp nữa không gia đình. Mày mình để lửa là nó hết cái lửa ngọn rồi đó. Giờ là cá chuẩn bị chín, bắt đầu là mình để ốc lên, ốc là mình luộc, thì khi cá mình ăn gần xong là ốc nó sẽ chín. Là mình tiếp theo phần 2 luôn á. Bây giờ mình chuẩn bị ăn cá nha gia đình, để mình trải nghiệm cá sông này nướng cho gia đình xem nha. Chào cả nhà. Bây giờ mình chuẩn bị là mình cá mình nướng chín rồi. Giờ mình thử mình ăn thử con cá này chấm với lại cái nước mắm tàm này với lại dặm thêm miếng cơm. Rồi cho gia đình xem nha. Ồ, dậy vừa chín tới luôn gia đình ơi, ngon lắm. Thử nha, mình ăn đỡ nha, mời gia đình nha. Cá biển, mơ dồ, cá tư, thịt rất ngọt, mà cái mùi vị con cá thơm, chấm vào lại cái nước mắm này, ta nói ngon. Gia đình mình á, có cái dịp nào á, tới rồi. Có cái dịp nào á mà đi xuống Long Hải á, nhớ liên hệ với mình. Mình sẵn sàng giới thiệu cho gia đình mình biết là những cái món này bán ở đâu, giá rẻ, cá tư hợp túi tiền. Mình về mình nướng, mình gia đình mình có tiệc tùng gì đó, barbecue hay gì đó mình dùng ha. Mình sẵn sàng. Nhờ chỉ cần mà gia đình mà có cái sự mà nhu cầu mà tới mình là mình sẵn sàng. Để mình ghi lại số điện thoại của mình để ở dưới cái clip á. Ngon lắm gia đình ơi. Ngon là nói con cá sầm này gia đình biết không, ăn ăn cái bộ đồ lòng nó mà ngon, ngon hơn nữa. À, bộ lòng nó là cái chỗ này. Wow, cái lá gàng của nó ngon lắm. Ngon. Mình nói ngon là ngon á gia đình ơi. Mình ăn thật thật nha. Cho gia đình xem. Cá này có trứng luôn á gia đình ơi. Cá này không bỏ gì, chứ bỏ xương thôi. Đặt qua bên đây. Thank you.
giờ ốc nó đang chín, nó đang sôi à, nó sôi nó giờ cũng khá lâu, mình nghĩ là chắc nó chín. Bây giờ mình đổ nó vô tô, xong rồi là mình thử cái món ốc dạo cho gia đình xem nha. Cũng chấm chung với lại cái nước muối tàn đó, nước muối chanh đó đó. À, con ngựa ở đây ta gọi là mắm tàn, con ngựa ta gọi là muối tàn. Mà cái món này đây. Đó. Đó, giờ ốc cá xong hết rồi đó. Là mình tiếp theo là cái món là ốc nha, gạo chấm mắm tàn. Bây giờ tiếp theo là mình thử cái món ốc gạo nha. Hồi nãy mình nói đó. Ốc gạo nha gia đình. Ốc này nghe nó ngon. Đó, một chiếc trà nó bứt rồi, bứt cái đất rồi. Đó đây. Các bạn thấy không? Thịt nó ngọt giống như ốc hương vậy gia đình. Đó, này ra cái đất luôn. Dặm dặm miếng cơm đó. Ốc này ngon lắm gia đình ơi. Đi du lịch xuống Long Hải đi. Vô liên hệ với mình nha. Mình dắt gia đình đi mua những cái món này. Nhà mà có tiệc tùng gì đó. Bữa nay là ăn bún cơm đúng ngon không? Không có nhiều tiền. Già luôn. Con nói nào. Cá. Cá. Ốc nha. Đó, nhìn thấy chưa? Mình ăn bây giờ là cũng muốn no. Gia đình nhớ xem, đăng ký kênh giùm cho mình để ủng hộ tinh thần mình, để đặt sau mình có một cái động lực mình làm một clip hay hơn vậy nữa, thì những cái món khác ngon hơn vậy nữa, để cho gia đình mình cùng biết những cái món đặc sản ở Long Hải. Chào chào cả nhà, chúc cả nhà có một buổi xem clip vui vẻ và nhiều sức khỏe. Bye bye.